Trời ơi, lạnh quá. Lạnh quá Sam ơi. Tôi đói quá. Bà lạnh bà đói, bộ tôi không lạnh tôi không đói hả? Nhưng mà tại bà hết đó. Trời ơi, bà thấy không? Cái tiệm net của tôi bà vô bà phá banh cái tiệm net tôi luôn. Bây giờ là giờ tôi mất tiệm net luôn rồi, giờ tôi nghèo luôn rồi chứ. Ai biết đâu, giận vợ không ai nên bệnh quán luôn. Ủa giờ lạnh quá, giờ sao giờ? Giờ biết kiếm công việc gì làm kiếm tiền đi ta. Tôi biết rồi, thôi bây giờ tụi mình lên thành phố đi. Mở một quán net ở trên thành phố rồi tụi mình kiếm tiền lại từ đâu, được không? Trời ơi, giờ lên thành phố mở quán net thì cũng được á. Nhưng mà lỡ đâu bà phá quán net của tôi nữa sao? Tôi hứa tôi sẽ ngồi em không làm gì hết trơn, tôi nhìn ông ơi. Thiệt không? Ê, vậy ý kiến gì cũng được á. Bây giờ mình lên thành phố mình mở tiệm net nè. Xong rồi tôi chỉ với bà làm tiệm net. Nhưng mà nhớ là đừng có phá tôi nữa nha. Biết rồi, hứa luôn. Rồi đi qua kia đi. Wow, trời sao mới nhìn kìa, thành phố đẹp quá nhỉ. Đẹp vậy. Wow, thành phố đẹp quá. Bây giờ mình lên thành phố mình mở tiệm net nha bạn. Wow, thành phố là cái tivi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với không lộn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với series tiệm net bất ổn nha anh em. Let's go. Bạn đừng có báo tôi nữa nha. Biết rồi. Rồi, ok 500 anh em. Hiện tại thì mình và Sammy bọn mình đã đi đến một cái thành phố mới để mở cái tiệm net của bọn mình rồi nè. Và đây xin giới thiệu với bạn. Đây chính là căn nhà của bọn mình. Ừ, căn nhà của mình nó bé vậy thôi bạn ơi, tại nhà nghèo mà. Làm gì mà có cái gì trong nhà đâu nè, thấy không? Mới khởi nghiệp mà đúng không? Đúng rồi, mới khởi nghiệp cho nên nhà còn nghèo lắm mấy bạn ơi. Có mỗi cái phòng nè với lại có cái giường nè, rồi có thêm cái tủ à, chứ không có gì trong đây hết trơn á, nghèo lắm. Đó, và đây từ đi ra ngoài cho bạn xem cái nhà của bọn mình nè. View đẹp nha. View đẹp chứ. Đóng cửa lại, mặc dù nhà không có gì để ăn trộm hết nhưng mà thôi cứ đóng lại đi. Đây, mình đã thuê cái căn nhà này đó. À không, mình thuê có một phòng trong căn nhà này thôi chứ không phải là thuê nguyên căn nha. Ừ. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ làm lại từ đầu nha Sam. Hai đứa bọn mình sẽ cùng nhau mở lại tiệm net, làm giàu trở thành những người giàu nhất. Ok không? Cố lên, cố lên. Miễn là Sammy đừng có phá tôi nữa là được. À, chắc là lúc trước mấy cái tiệm net kia của tôi là Sam không phá tôi ha. Ừ. Rồi, đây là xin giới thiệu với bạn. Đây chính là tiệm net của mình, mang tên là Phong Sam Đậu Family. Ôi, dễ thương quá vậy. Dễ thương không? Phong Sam Đậu Family nữa. Nghe dễ thương quá các bạn. Đây, mở cửa ra cho Sammy xem thử nè. Đó, thấy chưa? Quá trời rác luôn. Trời ơi là trời, cái gì mà sao nhiều rác quá vậy? Nhiều quá. Giờ phải dọn dẹp hết chứ sao. Đúng rồi, cái này là nhà bọn mình mới thuê cho nên là chưa có dọn dẹp mấy bạn à. Bây giờ bọn mình phải vô đi dọn dẹp nè. Đó, ừ, ở đây người ta tặng cho mình cái bàn với cái ghế sẵn luôn nè. Okay, trời, có tâm quá, có tâm quá. Rồi ok, bây giờ là phải dọn rác sao đây ta? Có cái gì để dọn rác không? Hay là ngồi xuống lụm hả hay sao? Trời ơi. Trời ơi, ui rùi bu kiến đậu kìa. Sao mà nhiều rùi quá vậy? Sao mà quá chưa rùi vậy? Trời ơi. Bây giờ phải mua cái chổi. Mua cái chổi hả? Nhưng mà mua cái chổi ở đâu? Giờ nhà giờ đâu có chổi đâu. Chẳng lẽ bây giờ mình ra mình bứt lá cây mình vô mình quét hả trời? Giờ sao đây ta? Ủa. À đây bên này có dấu chấm hỏi gì nè, hình như nó kêu mình qua đây nè. À. À, mua đồ đúng không? Ủa sao không vô mua cái chổi mà vô đây mua bánh mì làm gì ta? Ủa, hay là mình cầm ổ bánh mì mình quét. Không, ăn sáng. À. Gì đó. Vậy? Mình ăn sáng hả? Đúng Ủa. Không? Ủa gì đây, dọn nhà nè. À, mua nè, mình mua đó. 50 đô. À, trong đây có bán mấy cái đồ này luôn hả? Ok, rồi mình mua được rồi đó. Rồi bây giờ sẵn mua thêm cái gì đó ăn đi. Phong là Phong ăn hot dog nè, sao ăn gì? Ăn rẻ rẻ thôi, mới vô mà. Dạ, yeah, ăn cái hot dog xong ăn thêm coca đi. Rồi uống thêm chai coca cho no. Rồi cảm ơn chị nha. Ui, chị này nhìn giống Sammy ấy, xinh đấy, xinh quá. À không, chị không xinh bằng Sam của tôi đâu. Đó, đóng cửa lại nè, rồi cảm ơn chị nhiều nha. Ui, bánh mì ai để lại nè, lấy ăn được không? Nè, tụi lao có tự vô làm trộm vậy. Trộm đâu, người ta để ngoài người ta bỏ mà mình lấy mình ăn, tại mình nghèo quá mình phải ăn tạm hiểu không? Đó. Rồi dọn nè. Ủa rồi cái chổi tôi đâu? Okay. À đây cái chổi đây. Ồ, có cái chổi rồi. Ủa. Sao khó quá vậy? Ủa sao khó quá vậy? Ủa. Ủa quét sao? Sao quét không được? À cái này như là phải dục rác phải không? Làm cầm bịch rác đi. À cái này là bịch rác hả? Hen kìa đó. À, cái này là rác chứ không phải là dùng chổi quét à. Dơ không, cái chổi là dùng quét đồ dơ. Thì ra là vậy mấy bạn à, game này nó thực tế quá. Nó không có kiểu như là giống lúc trước các bạn. Ok. Ủa, trời, nguyên bọc rác luôn. À, là mình gom rác từ từ á, sao mình gom từ từ á. Nè, gom nè. Đó, gom. Đầy rồi. Đầy thì nó sẽ rơi ra một cái bịch rác. Đó. Rồi, ui, hết rác rồi. Hết túi rác rồi, vậy là phải mua nhiều túi rác hơn. Ok, để cầm cái thùng rác đến mua luôn nè. Mới đầu mở quán gian nan quá à. Gian nan vất vả quá. Rồi chị ơi cho em mua thêm ít đồ nha. Từ đổi cánh tay nè. Rồi ok. Cho bịch rác. Mua thêm 2 bịch rác nữa, 3 bịch rác luôn. Mua nhiều xíu cho chắc. Thèm quá. Thôi lại ăn miếng nhầm. Gì vậy? Trời ơi ông này. Ăn cái gì không à? Thèm quá. Tại đói bụng, thông cảm đi. Rồi.
Ok rồi, cầm bịch rác mình sẽ đem ra ngoài thùng rác để mình vứt nha. Đó, trời vô đây. Lịch sự. Người lịch sự mà bạn. Đó. Trời. Gì vậy? À, nhầm xin lỗi, lỗi bỏ thùng rác đúng nơi quy định nha các bạn. Bảo vệ môi trường. Bảo vệ môi trường, Rồi, đây còn dư một cái nè. Ok, lượm luôn. Hút vô rồi, ok. Rồi, được rồi đó. Rồi, sạch dễ sợ chưa? Rồi, sạch sẽ hết rùi luôn rồi. Hết rùi. Ok. Wow, dọn sạch rác xong mình được tặng cái máy tính. Trời quá. Đảo gì? Cái gì ghê vậy ta, dọn mấy cục rác được tặng nguyên máy tính luôn, xịn xịn. Còn laptop được. Ok. Rồi. Wow, rồi cái laptop để xem coi. Laptop này hiệu Oppo. Đầu tiên chúng ta sẽ vào đây để xem coi máy tính của chúng ta sẽ có những cái phần gì đây. Mua bàn, mua ghế, mua đồ nè, để có thể mở tiệm net. Yeah, đây chính là trang web chúng ta đang cần tìm ngay lúc này đây. À, tiếp theo là có thêm cả máy tính nha các bạn nha. Cái này là game thực tế của cả máy tính luôn nha. Để bấm nữa coi nè, 1 nè, cộng 1 rồi bằng bao nhiêu nè. Bằng 2, đúng rồi. Ủa gì thôi hả? Rồi. Này là, ui cái này là để hacker hả? Hack máy tính hả? Này để hack máy tính các bạn ơi. Còn cái này là game. À cái này là game. Cái này là mình vô mình chơi XO. À ok, XO nè. Ủa tự chơi luôn hả? Tự chơi luôn rồi ơi là trời, game. Rồi bây giờ mình phải mua máy tính để mình gọi là mở cửa hàng của chúng ta nè. Mua đồ bây giờ thôi. Chúng ta đang nghèo mà. Cho nên chúng ta mua đồ rẻ tiền thôi. Mình nghĩ là chúng ta sẽ mua một cái bàn này đi. Hiện tại bây giờ mình đang có 1530 đô hả? Ngon. Nếu mà vậy thì mình sẽ mua hai cái bàn luôn. Rồi. Mua hai cái ghế rẻ nữa nè. Ghế nhựa thôi. À, thùng PC thì mình cũng mua hai cái thùng PC rẻ thôi. Rồi, mình mua hai màn hình rẻ thôi, mua hai cái bàn phím rẻ thôi. Con chuột cũng rẻ luôn. À bên đây là mấy cái đồ trang trí nè, nhưng mà bây giờ chưa có tiền để trang trí đâu, nghèo lắm, làm gì có tiền trang trí. Hết 816 đô sao mà. Quá trời luôn. Thấy giờ mà. Ok. Rồi mua luôn. Nói chung là mình đang làm khởi giàu nghiệp, mà khởi nghiệp mà đúng không? Rồi. Ok. Bây giờ mình ra đây mình đứng mình chờ xe ta giao hàng tới nè. Ui, Caron. Dạ. Lâu quá mới gặp bạn. Ủa sao dạo này hơi ú nha. Trời ơi. Ui, người ta giao hàng tới nè. Ui. Cái anh shipper bên app nào vậy hả? Sao anh giao hàng kiểu gì mà anh chọi đồ của tôi vậy? Đồ rẻ cái chọi hàng vậy đó. Trời ơi, thấy không? Sao thấy không? Mình nghèo quá, mình mua đồ rẻ người ta chọi đồ của mình vậy đó, hiểu không? Mai mốt mà tôi mua đồ đắt tiền dám chọi không? Để có ai sao? Ủa mất dịch. Tụi ai cũng giống người không quen vậy. Rồi vô nè, mình sẽ để tạm cái đồ vô đây trước đi. Ok, mở nè. Tivi màn hình. Ok, trời ơi. Ôi, bởi màn hình. Bởi màn hình. Để nhẹ nhàng thôi, bởi màn hình đó, bởi màn hình đó. Trời bao nhiêu rồi đi. Đó, cái này. Đó, bàn phím mà, bàn phím mà chọi được. Đó, chọi luôn. Trời ơi. Ờ màn hình là phải nhẹ nè, màn hình phải nhẹ nha, nhẹ nha. Nước. Rồi, mình đem đến đây nè, sau đó mình đặt xuống đất nè. Rồi đó, nhẹ nhàng thôi. Rồi, cái ghế nè. Trời ơi. Bàn phím. Trời bàn phím vô. Thùng PC nè. Chọi vô luôn. Cái bàn hả? Có ai đi ngang không? Chọi cái bàn đi đâu ta luôn. Ôi. Ê, cái tên này trời ơi, đối tượng. Chọi cái bàn. Ôi. Ủa sao có tiền vậy hay vậy? Ủa sao có tiền vậy? Này ta ăn trộm. Người ta ăn trộm đó. Ủa sao mình chọi người ta rớt tiền vậy? Này là mình chọi tên trộm, nó có tiền hiểu không? Trời ơi là trời, đã quá vậy ta. Ê, mình thử lại thêm lần nữa được không? Thôi mệt. Tự nhiên tôi thấy mình chọi kia cái mình được tiền thích quá à. Thôi. Rồi, nè okay. Có cái thùng PC nè. Có anh này nè. Anh này là anh này là nhân viên văn phòng nè. Wow, nhiều tiền quá. Rồi. Wow, có tiền tiếp rồi. Kỳ quá vậy. Cái này là trong game thôi nha các bạn nha. Cái này trong game thôi chứ ở ngoài đời là bị đánh u đầu rồi đúng nha rồi. Đó. Các bạn đừng bắt chước nha, cái này trong game thôi. Rồi, sắp xếp đi. Nói chung là mình không nên làm vậy đúng không Sam? Mình làm gì là kỳ cục lắm. Ừ, rồi bây giờ nè mình để cái bàn ở đây nè. Rồi sau đó là mình sẽ để cái thùng PC lên đây. Rồi. Ok, cái màn hình nè. Màn hình hình cá heo luôn. Trời, hợp lý luôn. Hợp lý với tôi luôn các bạn. Tôi linh vật của tôi là cá heo. Ok, để cái ghế vô nè. Sau đó là thùng PC nè. Cây PC. Rồi thêm cái bàn phím nè. Phím để đâu vậy? Chắc là phải để xích kích màn hình vô. Màn hình để hơi gần. Ok rồi. Rồi con chuột rồi, ok. Vậy là hoàn thành xong một cái máy tính rồi. Vậy là chúng ta đã hoàn thành một cái máy tính à. Ok xong. Bây giờ để tôi khởi động lên thử coi. Chọi cái bàn ở chỗ khác đi. Ủa sao nó răng đâu kia kìa. Ở đâu rồi? Ủa đâu rồi? Ngoài đường. Ủa sao nó văng ra ngoài đường luôn rồi. Trời ơi là trời. Trời ơi này ăn lát lắm luôn á.
nó bị lắc tới văng ra ngoài đường luôn bạn ơi. Rồi trời ơi, vô đây lại nè, bây giờ mình sẽ khởi động thử máy tính lên nha bạn nha. Rồi on đây nè, on nè, mở rồi. Nè, rồi ok. Khoan từ, một tí nữa khách vô mà khách lên máy tính chơi thì mình bấm vô chỗ nào để mình mở máy cho khách? Đây đúng không? Ờ như vậy. Ok, đúng rồi, trên này rồi. Ok, bây giờ chờ khách tới thôi. Mới mở cửa là có một vị khách tới liền. Chào anh. Trời ơi, anh này giống Mr. Dịch nè, tóc vàng nè. Rồi rồi, anh lên máy tính rồi. Mở cho khách. Mở cho khách. Đây, mở nè, rồi ok. Quá hay luôn. Rồi rồi, bây giờ tranh thủ trong lúc khách đang ngồi chơi á thì mình ui khách chơi đua xe. Tranh thủ lúc khách đang ngồi chơi thì mình sẽ xếp cái bàn tiếp theo nha các bạn. Ok. Tôi nghĩ là ông xếp xong là có người vô chơi tiếp á. Đúng rồi, mình phải xếp vô đây nè. Thêm cái thùng PC lên. Ủa cái anh này anh à, hình như anh đang vui quá hay sao nè, anh đang vui quá hay sao nè, thấy ảnh đó thấy không đó. Trời ơi, rồi anh xem xong rồi anh trả tiền nè. Wow, cảm ơn anh, 14 đô. Ủa sao nhìn anh tức vậy? Ủa sao cọc chứ vậy? Sao thấy không? Hình như là anh hơi tức nha, hình như anh chơi thua hay sao á. Đi chơi thua, nhìn anh hơi bị tức giận. Ừ. Sao mình có tiền là được, không quan trọng. Rồi bây giờ mình xếp máy tính ra tiếp nè để đón chờ thêm các vị khách tiếp theo nha các bạn. Đó, ok. Ghế nè. Mới đó có một anh vô rồi kìa. Từ. Nhanh quá vậy. Anh đợi em xíu nha, cho em xếp xong này các anh ơi. Rồi, xếp cho xong luôn rồi mở máy cho khách nè. Em mà sao toàn nam có nữ vô chơi vậy? Thì nam người ta mới đi chơi game nhiều, sao hiểu không? Đi net rồi hả? Đó, đúng rồi, mở máy nè. Rồi, anh này làm gì đây? Ui. Anh này chơi Liên Minh Huyền Thoại. Anh này là giống tôi nè, thích chơi Liên Minh Huyền Thoại nè. Được, trời được, được. Mà sao anh chơi mà anh không cầm vô con chuột mà anh làm cái gì vậy? Ui, cay quá. Cay rồi, cay rồi. Chấm hỏi kiểu nè đó. Ui, cái anh hồi nãy quay lại nè. Rồi. Anh chơi máy anh. Ok, đem mở máy cho anh nha. Rồi, cảm ơn anh. Bao nhiêu tiền đây? 14 đô. Quá đã luôn. Ủa sao anh vô anh chơi tiếp vậy? Chơi tiếp cái gì vậy? Anh trả tiền xong hình như chắc là anh cay quá. Cay quá, chơi lại. Anh cay quá, anh muốn chơi lại đó. Ok rồi, cảm ơn anh. 7 đô. Rồi anh này chơi ít quá vậy. Chơi ít quá. Phải giống như anh này nè, chơi hết 14 đô luôn, hiểu không? Anh này anh cay quá nè. Ôi sao anh xem chăm chú quá ha. Rồi, cảm ơn anh nha. Trời ơi, thêm 7 đô nữa, anh này giàu quá, anh này vô chơi net hoài luôn. Ủa sao anh này quay lại nữa rồi? Sao anh này vô lại nữa rồi? Trời ơi. Khoan từ từ nè, nữ nè. Có một chị nữ nè. Wow, chị nữ đang làm gì đây? Ủa chị nữ đang chơi PUBG. Trời. Hay là chị nữ đang bắn Free Fire vậy? Tôi không biết rồi chứ nghi, nhìn nhảy bản đồ này cũng nghi á. Còn anh này ở chơi gì đây? Không biết nữa, hình như anh đang coi video của MrBeast. Chắc là thế. Rồi. Ok. Ngày hôm nay chúng ta đã kiếm được cũng khá tiền rồi nha các bạn. Bây giờ mình đang có 793 đô nè, hay là hai đứa mình mua cái vàng PC xịn thật xịn đi. Đúng rồi, có loại bình thường và loại VIP vậy không? Đúng rồi. Có khách rồi, mở cho khách nè. Rồi ok. Rồi vô mua máy tính VIP nè. Mua máy tính VIP đi ha. Ok. Bây giờ mình sẽ mua một cái bàn thì chắc cứ lấy bàn bình thường đi. Máy thôi. Quan trọng là máy thôi. Ui có khách tiếp. Đây mật máy cho khách. Rồi ok. Ghế hả? Ghế mình mua ghế xịn xíu không? Hay là mua máy tính thôi? Ghế cũng cho trải nghiệm ngồi cho đã đi. Thôi mua rẻ thôi. Máy tính mình mới mua đắt nè. Ủa, sao nó chưa cho mua? Hình như là mình phải đạt được 3 sao mình mới được mua nè. Khó nha, game gì là khó nha. Đó. Cày đó, em phải cày đủ kiểu luôn á. Tôi muốn là cày đến cái mức mà gì ta được đồ VIP á. Ui, trả tiền. Cảm ơn anh nhiều. Dạ, cảm ơn mấy anh. Thôi vậy là mình chỉ không mua đồ VIP thôi bạn, chỉ mua đồ VIP rồi. Đồ VIP. Đồ VIP. Đồ VIP nha bạn, đồ VIP nha. Kệ tôi. Rồi, có chị này vô nữa nè. Rồi ok. Ui trời, tôi thấy hơi đói bụng. Sao ơi, từ. Trong lúc mấy chị đang chơi, đang chờ hàng giao tới, tôi đi mua gì đó tôi ăn hay đói bụng quá. Trời ơi, làm việc nhiều đói bụng quá mấy bạn ơi. Có món gì ăn điểm tâm không? Đây vô xem nè. Hello chị nha. Ok, từ để xem coi giờ đang có nhiều tiền mà em chơi hẳn cái hamburger đi, 18 đô luôn. Nhầm. Chơi thêm chai Coca nữa. Rồi. Quá ngon. Cảm ơn chị nha. Rồi, mấy chị trả tiền. Cảm ơn. Trời ơi, đó. Mở máy cho khách tiếp nè. Rồi. Sắp thêm máy đi. Trời ơi, cái gì đây? Trời ơi, ai hút thuốc ở trong gọi là tiệm net tôi vậy? Tôi cấm hút thuốc trong tiệm net của tôi nha. Hút thuốc rất là có hại cho sức khỏe. Ok. Quay qua quay lại là có người hút thuốc rồi. Không tin được. Trời ơi, trong đây là có gì ta, máy tính là nhiều người, có cả phụ nữ đến chơi nữa. Đề nghị anh đừng hút thuốc nha anh. Hút thuốc người ta ngồi kế bên người ta khó chịu nha anh trai. Rồi chị này chơi gì nè? Chị này chơi GTA 5 hay gì nè. Rồi chị ấy tức giận quá nè. Trời ơi, chị ấy đừng đặt máy tính em chị ơi. Đừng đặt máy tính em nha. Rồi ok. Cảm ơn anh trai nhiều. Ủa sao ai vô đây chơi net cũng quạo hết vậy ta? Chơi vui vẻ vậy chơi. Thấy ai vô cũng quạo hết trơn á. Ui mà trời gần chiều rồi nè.
Wow, chị đẹp này gì? Chị này xinh quá, mà sao chị chạy cái tướng hơi kỳ nha. Trời ơi, đẹp quá vậy, mới đi ăn đám cưới về. À chắc là chị này mới đi ăn đám cưới về xong là vô bắn bắn súng liền. Bắn đột kích liền luôn. Cái này đột kích nè, thấy không? Hay là CSGO gì nè. Đó. Ừ mà chị này con gái mà chơi game bắn súng nè. Ghê thiệt. Đẹp dễ sợ bắn súng. Rồi cảm ơn chị. Ê sao mình hàng tới chưa vậy? Không biết là hàng tới chưa ta. Ơi tới. Nhưng mà từ để tôi mở máy cho khách. Trời nhiều khách quá. Mới mở shop, mới mở tiệm net mà nhiều khách như vậy là như tiền này nhiều lắm mấy bạn ơi. Kiếm tiền gọi là nhiều cực kỳ luôn á. Thấy chưa, mới 300 mấy giờ 400 rồi kìa. Ê anh trai để em xíu nha, để các bạn ra đã. Hot quá vậy. Trời ơi nhiều khách quá. Dạ rồi cảm ơn anh trai nhiều nha. Anh trai này khóc luôn rồi. Sao sao? Phim Hàn Quốc khóc. Em mở cho chị cái chị đang chơi hả? Chị đang chơi rồi, chị đang bắn nè. Trời ơi chị này hình như nãy giờ được top 1 nhiều quá hay sao. Vui quá trời nè, thấy không? Vui dễ sợ. Chồi vô trong. Rồi tiền cho chị. Rồi, à. Chồi cái ghế vô trong. Dạ rồi, em đây chị ơi. Rồi, gì trời ơi, 14 đô luôn, cảm ơn chị. Trời ơi. Mà sao không có tiền bo ha? Đáng lẽ phải có tiền bo chứ, chị này nhìn giàu vậy mà không có tí tiền tiếp gì hết trơn á. Rồi nè. Mở máy cho khách kìa, khách chạy về bây giờ. Từ từ, mấy anh khách để em xíu nha, em xếp xong máy tính này em mở máy giùm nha. Ơi để xíu đi, chơi được chơi không chơi về. Trời ơi, tiệm đông khách mà. Gì mà đuổi khách. Mình chảnh luôn hiểu không, tiệm đông khách mình chảnh luôn hiểu không. Đó, rồi mở. Mở rồi. Wow, bây giờ anh này, ui anh này bắn PUBG nè, đúng không? Ủa sao cái game này hình như là gì ta, cái máy gà này chị có gọi là gì ta. Ui, bắn súng không à? Chị này xinh quá nè. Ui, lịch sử vậy. Chị này hình như là người Trung Quốc nè, nhìn mặt phong cách đồ là người Trung Quốc nè. Ui. Dạ rồi, cảm ơn anh trai nhiều nha. Chắc là tiếp thêm chị này nữa thôi là mình đóng cửa quán net luôn á Sam ơi. Ông này ông mới vừa đi ra xong ông chạy vô lại nè. Hình như ông này ông chơi game, thích chơi lắm sao á. Đi ra xíu không chạy vô lại à. Dạ rồi, cảm ơn chị gái nhiều. Trời ơi, xinh quá chị ơi. Ờ, chị này vui cười nè. Ơ nhưng mà khoan từ bây giờ đang trời tối rồi nè. Trời ơi, làm việc nguyên ngày luôn rồi các bạn ơi, trời tối rồi nè. Trai ơi, anh cho em tính tiền đúng không anh trai? À, dạ rồi, cảm ơn anh trai nhiều nha. Thôi anh trai về đi nha anh trai, đừng chơi nữa khuya. Khuya anh trai ơi, cho em về anh trai ơi. Trời ơi, shop muốn về mà không vậy. Nhưng có cái đóng shop kìa, tính tiền xong đóng shop đúng không? Nhưng mà tiếc quá, mình khách chơi nhiều, mình được tiền nhiều sao hiểu không? Trời ơi, mà chừng nào tôi biết về nhà. Ham làm việc như này sao về nhà ăn cơm. Từ từ, bình tĩnh. Từ từ, tôi bây giờ bụng rồi đó. Tôi bắt đầu đói bụng rồi đó. Bắt tôi cũng đói mà. Tôi cũng đói mà, nhưng mà từ từ đi. Từ từ người ta chơi xem nè. Rồi bây giờ tiếp thêm 3 người này nữa thôi là mình kết thúc nha. Mình không có chơi nữa nha. Đóng shop luôn. Thôi giờ hó đó đứng dậy hai người nè. Rồi cảm ơn. Giờ còn có mỗi chị này nè. Giờ sao cho chị này về để ta. Nè đóng các anh nè, anh quay lại được nha. Tôi biết cái ông nào sẽ quay lại mà. Đóng sớm đi Phong. Đóng luôn. Buồn ngủ quá thôi. Đóng sớm luôn. Về ấy. Rồi đi về đi anh trai ơi. Về. Anh trai ơi. Về. Rút ghế anh trai luôn nè. Thiệt luôn á. Người gì đâu kỳ cục quá. Kêu đi về cho ta nghỉ ngơi mà không chịu về. Rút ghế luôn. Rút ghế luôn. Ông hai từ. Khách top 1 các bạn. Hai từ, tốn tiền điện, mình chưa tắt máy tính, Trời ơi, tốn tiền điện. Rồi ok thôi, đóng cửa nè. Về nhà thôi. Nè, tính ra hôm nay làm việc mệt quá sao ha. Mệt mà nhiều khách quá trời. Quá trời khách luôn. Trời ơi, khách vô khách chơi rồi người ta khách gọi là quay lại nhiều lắm mấy bạn ơi. Wow. Nhiều khách quá, đuổi khách không hết luôn mà. Còn đây là gì đây? Wow. Quá trời luôn. Trời ơi sao chị này chị ngồi cái tướng kỳ vậy chị. Trời ơi tướng gì đàn ông dữ vậy. Trời ơi là trời. Wow. Cái này là khu vui chơi. Vui chơi. Trời ơi. Nhưng mà mình nghèo mình không có tiền để mình chơi mấy này đâu. Đúng rồi. Thôi mình về đi. Về ngủ đi làm giàu. Rồi thôi được rồi. Ủa nhà mình đâu ta? Nhà mình ở cái hẻm, tôi nhớ cái nhà mình nhỏ lắm. Đó cái hẻm nhỏ thôi. Cái hẻm nhỏ hả? Làm sát tường luôn. Chết rồi, tôi mới chuyển đến đây xong giờ tôi quên mất nhà tôi ở đâu rồi. Ui. Chạy ghê quá vậy chị. Trời ơi trời. Ôi, chị chạy marathon dễ sợ. Wow. Bên đường có mấy cái xe nhìn đẹp quá Sam ơi. Không biết khi nào mới có đủ tiền mua mấy xe này ha. Không biết đắt lắm. Thôi được rồi, đi về nhà ngủ thôi. Ngủ nằm mơ thôi các bạn ơi. Giờ biết sao giờ. Rồi đến nhà tôi nè. Mở garage có gì chưa, ngồi giường. Rồi đóng cửa lại thôi. Hôm nay làm việc mệt rồi, đi ngủ thôi. Ok 500 anh em. Vậy là coi như ngày hôm nay mình đã cùng với Sammy hai đứa mình đã mở ra được một cái tiệm net mới. Và bọn mình rất là đông khách luôn, kiếm được rất nhiều tiền luôn. Hy vọng là bọn mình sẽ có thể trở thành những đại gia ở trong game, trở thành những người giàu nhất trong game nữa. Ok. Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng video đây cũng rất là dài rồi, cho nên mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như bạn nào mà muốn mình và Sammy sẽ làm tiếp tục cái series tiệm net bất ổn này á thì đừng quên hãy comment xuống bên dưới cho mình biết và nhấn nút like video này. 5.000 like sẽ có tập tiếp theo cho các bạn xem nha. Ok, còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Tạm biệt.